Xin chào các bạn, cái video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái lộ trình để chúng ta có thể phát triển một cái khóa học. Thì trước khi mà các bạn nghĩ viết ra được cái lộ trình của mình thì các bạn hãy nhớ rằng một điều là các bạn phải xem hết toàn bộ cái video của mình ít nhất là 2 lần mỗi video, bạn xem đi xem lại để bạn cảm nhận được là những cái gì mình cần phải làm trong cái khóa học này, đúng không? Và bây giờ thì là cái lúc mà các bạn bắt đầu sẽ làm cái lộ trình để phát triển cho cái khóa học của chính mình. Thì mình đã viết ra đây gồm có 6 bước. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5, bước 6 như này. Và bây giờ các bạn sẽ xác định, việc đầu tiên các bạn phải xác định xem mình đang muốn làm cái khóa học với cái chủ đề gì. Thì các bạn sẽ quay lại cái phần lý thuyết các bạn xem để xác định được chủ đề. Sau khi tìm hiểu các cái thị trường lớn, thị trường con và thị trường ngách, các bạn sẽ tìm ra cho mình được cái khóa học mà mình muốn làm. Sau đó là bắt đầu bạn lên cái phần thứ hai, đó là viết cái cấu trúc khóa học. Và mình đánh giá cái phần viết cấu trúc khóa học này là cái phần quan trọng nhất, nó sẽ quyết định tất cả cái sự thành bại của khóa học của bạn. Bởi vì cái thời gian mà bạn bỏ ra để viết cái cấu trúc này thì nó không nhiều, thế nhưng mà để mà vấn đề tư duy và logic cho khóa học, giúp cho cái học viên của chúng ta làm sao để có được cái kiến thức hấp thụ một cách dễ nhất, thì các bạn cần phải đầu tư rất là nhiều trong cái việc viết cái cấu trúc khóa học này. Ngay cả bản thân mình, khi mà mình viết cái cấu trúc khóa học này, mình cũng đã dành ra thời gian khoảng 1 tuần chỉ để nghiền ngẫm và nghiên cứu. Đầu tiên mình viết ra những cái chương, những cái ý lớn mình muốn truyền tải trong khóa học. Sau đó là mình xem, mình lắp ghép xem mình cần đưa những cái gì vào. Và cái một trong những cái bí mật để giúp chúng ta có thể viết cái cấu trúc khóa học này tốt đó là gì? Hãy suy nghĩ một cách đơn giản. Hãy làm sao để dễ dàng nhất cho cái người học viên của chúng ta có thể làm theo được. Thì đó, đấy là cái phần thứ hai, là bạn phải tập trung viết cái cấu trúc. Và sau khi bạn viết cấu trúc rồi thì đến cái bước thứ ba là bắt đầu bạn tiến hành quay video. Cái phần này mình gọi là video thô, bởi vì những cái video mà khi bạn quay xong rồi thì bạn chưa chỉnh sửa được. Và cái quá trình quay như sau: bạn có thể quay tuần tự cả một cái cấu trúc khóa học, bạn quay từ trên xuống dưới, hoặc là bạn cảm thấy là cái phần nào mình ưng ý nhất thì mình sẽ quay trước. Và những cái video đầu tiên thì bao giờ cũng là video khó khăn nhất. Các bạn hãy quay những video đầu tiên trước, những cái video mình nắm được nhiều nhất để mình quay trước, để tạo cho mình cái động lực để tiếp tục làm những video sau. Và khi bạn làm càng nhiều rồi thì bạn càng có động lực hơn, thì bạn sẽ càng nhanh chóng để có thể hoàn thành được cái phần quay video thô. Và sau khi bạn quay video thô rồi thì đó không phải là sản phẩm cuối cùng. Các bạn cần phải biên tập. Bạn phải biên tập nó. Đây là bước thứ tư. Bạn cần phải biên tập lại video này, lắp ghép intro, lắp ghép phần nội dung, lắp ghép phần outro. Trong phần nội dung thì các bạn phải cắt bớt những phần dư thừa đi. Rồi các bạn có cần thêm hình ảnh, có cần thêm âm thanh thì các bạn sẽ đưa nó vào trong. Đó là phần thứ tư biên tập. Sau khi các bạn biên tập xong thì các bạn sẽ phải hoàn thiện những cái phần tài liệu mà có trong khóa học, nếu như các bạn mà cần phải sử dụng đến nó. Và khi bạn biên tập xong và có tài liệu rồi, bạn sẽ tiếp tục làm đến bước thứ năm, là bạn sẽ đóng gói toàn bộ những nội dung khoa học của mình lên thành một cái bài giảng hoàn chỉnh, tất cả thành trong một cái folder. Và cuối cùng thì bước thứ sáu là bước xuất bản. Thì như các bạn đã biết, xuất bản thì chúng ta có thể là gì? Xuất bản qua những cái nền tảng mà học online, đó là phần Unica, Edumon và Kina, thì những cái này mình đã nói rồi. Thì đây là những cái nơi mà tập trung những cái người mà học online rất là nhiều, cho nên là bạn xuất bản vào những cái nơi này thì các bạn yên tâm là bạn không cần phải lo đi kiếm khách hàng. Còn nếu không thì bạn có thể tạo website riêng, hoặc là bạn có thể là gì, đưa nó lên trên các cái mạng xã hội, thì để cuối cùng thì làm sao cái khóa học của mình đến tay của những người học, thì đó là cái bước mong muốn cuối cùng. Và đây, trên đây là gồm cái lộ trình để phát triển khóa học của bạn, bao gồm 6 bước. Thì mình nhắc lại một lần nữa, 6 bước sau. Đầu tiên bạn phải xác định nội dung khóa học. Bước thứ hai là viết cấu trúc khóa học. Bước thứ ba là gì? Quay video thô. Bước thứ tư là bạn sẽ biên tập lại video. Bước thứ năm bạn đóng gói. Và bước thứ sáu là bạn xuất bản. Vậy là sau khi bạn làm đủ 6 bước này thì chúng ta sẽ chờ để tiền nó sẽ về cho các bạn. Và xin chúc cho các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.